Giai đoạn từ 3 đến 6 tuổi là giai đoạn bé đang học mầm non. Giai đoạn này bé cần được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho sự phát triển ban đầu của trẻ. Trẻ từ 3 đến 6 tuổi bé bắt đầu nhận thức được nhiều hơn, tò mò hơn về những điều xung quanh, vì thế mà bé cần được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng để thỏa sức khám phá và phát triển. Video sau đây sẽ cung cấp cho mẹ những kiến thức về nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi. Cùng tham khảo để có thêm nhiều kiến thức chăm sóc trẻ tốt hơn nhé. Nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi. Trong giai đoạn này, thì trẻ có sự phát triển vượt trội cả về thể chất lẫn trí tuệ. Trẻ có thể kiểm soát được hầu hết tất các hoạt động chạy, nhảy và cả lời nói của bé. Do vậy, đây cũng là lúc mà trẻ bắt đầu tiếp thu các bài học đầu tiên của mình ở trường như. Bé tập viết vẽ kể chuyện và hát. Đặc biệt là trong giai đoạn này, trọng lượng của cơ thể cũng như thể tích não bộ của trẻ phát triển rất mạnh mẽ và có thể đạt đến mức hoàn chỉnh như người lớn khi trẻ lên 6 tuổi. Để hỗ trợ giúp điều này tốt nhất, mẹ không thể quên được vai trò vô cùng quan trọng của protein. Mẹ có thể theo dõi mức tăng trọng lượng cơ thể của bé trong khoảng 2 đến 3 tháng liên tiếp. Nếu bé có những biểu hiện tăng cân quá mức hay kém tăng trưởng so với chuẩn, mẹ nên đưa bé đến các trung tâm dinh dưỡng để bé được tư vấn. Dinh dưỡng cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi trẻ cần bổ sung những chất gì? Nhìn chung thì chế độ dinh dưỡng của trẻ phải đảm bảo đầy đủ các chất có trong nhóm tinh bột, nhóm chất đạm, nhóm vitamin và khoáng chất. Nhóm chất béo, với nhóm tinh bột thì mẹ có thể tìm thấy các thực phẩm như cơm, khoai, mì, bún, nuôi, miến. Những chất dinh dưỡng này sẽ có vai trò cung cấp năng lượng cho bộ não của trẻ hoạt động. Với nhóm chất đạm, nhóm này có nhiệm vụ tạo máu, tạo kháng thể, và sản sinh ra các axit amin thiết yếu cho não bộ của trẻ hoạt động, mẹ có thể tìm thấy trong chúng trong các loại thịt đỏ như trong thịt heo. Thịt bò, thịt dê, các loại thịt trắng như thịt gà, thịt cá, thịt vịt, các loại cá, tôm, cua, trứng và đậu, các nhóm vitamin và khoáng chất lại có nhiều trong sữa, có trong các loại rau và củ quả. Chẳng hạn, vitamin A thì thường có nhiều trong gan động vật, trứng, sữa và các loại sản phẩm từ trứng, sữa, các loại củ có màu đỏ như đu đủ, cà rốt, đu đủ. Gấc, các loại rau xanh thẫm như rau ngót, rau muống, dầu cọ. Các loại vitamin nhóm B lại có nhiều trong các loại ngũ cốc chưa chế biến, có trong các loại đậu, trứng, rau và các loại hạt. Vitamin C thường thì tìm thấy nhiều trong các loại trái cây tươi hoặc trong các loại rau. Những khoáng chất như kẽm với vai trò chuyển hóa chất lại có nhiều trong các loại hải sản như tôm, sò biển, cua, hào cùng với đó là các loại cá và các loại hạt. Sắt nguyên liệu tạo nên máu và giúp hình thành cấu trúc của hệ thần kinh lại có nhiều trong thịt cá và gan động vật. Chất béo vốn là khoáng chất không thể thiếu trong việc tạo nên các tế bào thần kinh và tăng năng lượng cho cơ thể thì đều từ các loại dầu thực vật, dầu cá, mỡ, bơ. Nếu trong các bữa ăn của trẻ thiếu đi chất béo, cơ thể trẻ sẽ bị kém hấp thu các chất dinh dưỡng. Đặc biệt, trong dầu cá thì có các chất omega 3 và omega 6 chứa DHA, một số dưỡng chất giúp não bộ phát triển. Trẻ từ 3 đến 6 tuổi cần ăn uống ngủ nghỉ và sinh hoạt như thế nào? Chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt của trẻ trong giai đoạn này cũng cần có những nguyên tắc khác nhau, đối với bữa ăn. Trẻ có thể ăn cùng người lớn, trẻ tự xúc ăn và ăn đều 3 bữa chính một ngày. Song song với đó, trẻ vẫn phải tiếp tục duy trì việc uống sữa sau bữa ăn, tương đương với 3 cữ một ngày, một lần từ 200 đến 250ml. Khi mẹ sơ chế món ăn, do chứa các vitamin dễ bị rửa trôi trong nước mẹ nên với các loại rau, mẹ hãy rửa sạch trước khi cắt nhỏ các loại rau và nhớ bỏ rau vào sau cùng khi chế biến để việc vệ sinh không làm mất chất. Điều này mẹ cũng nên làm tương tự với các loại củ quả. Cho trẻ ăn theo đúng với nguyên tắc từ đơn giản đến phức tạp, từ ít cho đến nhiều, từ mềm cho đến cứng cho đến khi trẻ quen dần cùng với các dạng thức ăn. Khi cho trẻ ăn thì mẹ nên cho bé ăn từng miếng nên để mắt đến trẻ phòng trường hợp bé hóc thức ăn, để giúp trẻ ngon miệng hơn, mẹ nên thay đổi khẩu phần ăn cho bé mỗi bữa. Không nên cho bé ăn quá nhiều lần một món trong suốt 3 bữa chính của ngày. Hạn chế cho trẻ uống các loại thức uống có ga, thức uống có đường nhân tạo, những loại ăn nhiều các thức ăn nhanh, nhiều dầu mỡ, các loại đồ ngọt nghèo chất dinh dưỡng hoặc thức ăn cung cấp nhiều năng lượng chỉ nên bổ sung cho trẻ những thực phẩm chức năng như phô mai, bơ, váng sữa khi cơ thể trẻ cần và không lạm dụng với những thực phẩm này. Sau cùng, mẹ không nên nhìn xung quanh để so sánh cân nặng của con mình với con của người khác vì nhu cầu dinh dưỡng mỗi trẻ là không như nhau. Trẻ từ 3 đến 6 tuổi bổ sung men vi sinh giúp bé phát triển toàn diện. Đối với bé từ 3 đến 6 tuổi mẹ nên bổ sung men vi sinh cho bé giúp bé ăn ngon hơn, hấp thu chất dinh dưỡng hiệu quả. Men vi sinh Amano Enzyme Gold bổ sung cho những bé từ 3 đến 6 tuổi giúp con có hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Cùng tôi tìm hiểu xem thành phần cũng như công dụng của sản phẩm này. Lý do tại sao sản phẩm này lại giúp bé có hệ tiêu hóa khỏe mạnh, ăn ngon và hấp thu chất dinh dưỡng hiệu quả đến vậy nhé. Amano Enzyme Gold có thành phần như thế nào? Enzyme tiêu hóa tăng tốc độ phân hủy thức ăn bằng cách tăng tốc độ phản ứng hóa học. Biến chất dinh dưỡng thành các chất mà đường tiêu hóa có thể hấp thu được. Bổ sung bào tử lợi khuẩn, cân bằng hệ vi sinh đường ruột kích thích cơ thể sản sinh enzyme tiêu hóa tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện tình trạng khó tiêu và táo bón, các vitamin nhóm B, kích thích bé ăn ngon miệng hơn, tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng. Vitamin D3, bổ sung vitamin D3 cho bé phát triển xương cốt khỏe mạnh và tăng cường phát triển chiều cao cho bé. Lysin và tauzin, đây là hai axit amin quan trọng và cần thiết mà cơ thể không thể tự tổng hợp được mà phải được cung cấp từ bên ngoài. Hai loại axit amin này kích thích vị giác trẻ, hỗ trợ hấp thu canxi tối ưu, hỗ trợ tim mạch DHA, giúp hỗ trợ cải thiện trí não cho trẻ. Trên đây là những thông tin về vấn đề nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi. Qua video này mẹ sẽ nắm bắt được nhu cầu dinh dưỡng của bé trong độ tuổi này là bao nhiêu để có phương án bổ sung thích hợp nhất. Cảm ơn các mẹ đã xem hết video này. Hy vọng rằng qua video này mẹ sẽ có cái nhìn khách quan hơn về nhu cầu dinh dưỡng cho con trong độ tuổi 3 đến 6 tuổi để có chế độ dinh dưỡng hợp lý cho bé nhé. xin chúc mừng bạn đã xem hết video của thầy thuốc lê minh tuấn để không bỏ lỡ các video tiếp theo hãy đăng ký kênh bằng cách bấm vào hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video khác bằng cách bấm vào bên trái hoặc bên phải màn hình khi cần được tư vấn hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số hotline xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo